Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một cái lô mai cao tầm 7-8 tấc cũng có nha mọi người. Và số lượng của mình thì vài chục ngàn vẫn có nha. Đây, đó, đây là cái vườn mình quay cho mọi người coi nè. Đó, cực kỳ nhiều luôn. Thì mọi người muốn mua thì có thể liên hệ mình. Mọi người mua tầm 50 cây trở lên thì mình sẽ bao phí vận chuyển nha. Đây. Rồi, mình có bưa cho mọi người coi nè. Thì gốc của nó mọi người thấy không? Quấn rễ là hình trái bí nè. Và quấn thêm nữa mọi người, nói chung là quấn đầy đủ các kiểu luôn, rồi đó ra hình hơn trái bí nữa. Thì đây là cái người làm á, kinh nghiệm đầy mình nên là quấn rễ theo kiểu cách riêng của họ nữa. Bí còn thêm cái gì đó nữa. Đấy, mọi người thấy không? Gốc á, thì mọi người thấy nè, nó hơn ngón út của mình tí nha. Đó, bằng ngón út hoặc là hơn khoảng hẳn đâu đó. Đó. Nên là mọi người thấy là đó, cây thì rất là giá trị luôn. Và mỗi khoảng cách khi mọi người mua mình sẽ rút cho mọi người. Đó, rút cho mọi người thì rút cực kỳ chất lượng cây cho mọi người luôn. Đó, mọi người thấy không, phía trong kìa. Đó, đưa máy cho mọi người coi nữa không, phía trong mà cây gốc nó quay to đùng đúng không. Nó khoảng cách này nó phải xa như vậy á, thì cây nó mới chất lượng mới tốt được nha mọi người. Đó, mai này mọi người mua gì mọi người có thể tháp này nọ các kiểu rồi chơi kiển cũng được. Đấy, cây rất là to luôn. Đó, đây rất là nhiều nha mọi người, cây nào cây ấy cực kỳ to luôn. Đấy, thấy chưa mọi người thấy không? Lô này là lô rễ quấn hình trái bí nha mọi người. Mình có lô quấn hình coi mấy con thú nữa kìa. Và mình sẽ quay những cái video sau cho mọi người coi. Rễ quấn hình con thú, thấy cao chưa? Mọi người thấy cao chưa? Số lượng thì rất là nhiều. Mọi người mua bao nhiêu cũng có nha. Không có giới hạn luôn mọi người. Rộng thênh thang luôn. Đợt này cũng vài chục ngàn cây chứ không có ít đâu mọi người. Ở bên kia thì tiếp tục cho mọi người những cái đợt sau có những cái hình hù khác nữa. Và mọi người đã hãy đăng ký kênh mình để xem những video mà mình sẽ đăng tiếp cho mọi người coi nha. Đấy, cực kỳ nhiều nha mọi người. Cây cao luôn, bao cao cho mọi người luôn. Đấy, thì mọi người mua thì có thể liên hệ. Và 50 cây trở lên thì mình sẽ bao ship cho mọi người. Đã lắm mọi người ạ. Đấy, chăm sóc rất là kỹ nha, và cây nào cây nấy cực kỳ xanh luôn nha mọi người. Xanh dữ lắm nha. Xanh tốt, tươi tốt, vậy mới gọi là mai chất lượng nha mọi người. Đấy. Gốc nè, gốc cây này cây nấy cao cực kỳ cao nè. Đó. Gốc cao, gốc thân mập này nọ. Rồi. Nói chung mình rất là nhiều lô mai mọi người. Còn bên đây là hình quấn thú nè, nãy mình có nói cho mọi người nè. Đó, lô quấn thú nè. Quấn thú thì quấn hình con này con nọ, 11 nó sẽ ra hình con chó, con này con nọ, mọi người thấy không? Đấy, rất là nhiều nè. Rồi, cho nên mọi người nào mua thì có thể liên hệ mình. Số điện thoại mình để trên phần tiêu đề nha. 5 cây trở lên mình sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha. Còn dưới 50 cây thì mọi người sẽ chịu phí vận chuyển giúp mình. Rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nha. Nhớ đăng ký theo dõi kênh mình. Đó, mình sẽ ra những video hấp dẫn hơn, hay hơn cho mọi người coi về những cái lô mai cực kỳ đẹp luôn. Mình còn khá là nhiều lô mai phía dưới nè mọi người. Phía sau ngôi nhà nó sẽ có rất là nhiều lô mai, có mấy cô đang làm nữa nha. Rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nha. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye.